Bây giờ tôi thấy các anh chị thấy cái ô mới này không? Đấy. Bởi vì cái này mới gom lại được từ đêm hôm qua, thậm chí là hôm qua mình có bỏ lên cái YouTube một cái một những cái đoạn văn nghệ từ từ mấy năm trước, nhưng mà các anh chị đến thì xem sau. Nhưng hôm nay hôm bữa ngay từ khi mà mình có cái ý định này, anh Công đã có cho chị nói này ngay với các anh chị là hôm nay là cái ngày chúng ta tâm tình vui vẻ với nhau. Thế nên đó là mỗi người mang đến một cái gì để chia sẻ. Để chia sẻ và lo đồ ăn thì dễ rồi. Nào rồi. Bây giờ chút xíu nữa đây là đến sẽ mời Công bắt đầu trước. Nhưng mà nếu mà các anh chị cứ tự nhiên nhé. Cứ tự nhiên lên đây mà chia sẻ. Chúng ta có thể chia sẻ với nhau bằng kỷ niệm, bằng tôi ngắn dài để tôi kể chuyện không? Tôi quen ông Liêm này 1969-70 ở Sài Gòn. Lúc đó là bây giờ luôn kiểu tôi kể cái chuyện vui tôi với anh Liêm. Lúc đó là tôi về trường ở Nguyễn Trãi thì anh Liêm mới có chủ quý và chị bé Bảy là chủ quý rồi. Thành ra bây giờ vợ nói ông mới nghe rồi. Tôi đến với một điểm nữa là tôi là làm truyền hình đầu tiên của Hòa Thịnh Đốn. Lúc đó là có một số anh em có một cái tâm nguyện là phải làm cái gì đó trước khi cộng sản nó sẽ xâm nhập. Thành ra tôi, Bùi Dũng, anh Liêm, anh Giang Vũ Tuyên mất rồi đó, anh Phạm Đức Tiến, anh Ngô Văn Toại, một số anh em ở đây đó là thành lập cái gia đình đầu tiên của Hòa Thịnh Đốn. Nhưng mà chúng tôi không có cơ duyên, tôi làm khoảng chừng 6 tháng thì không còn tiền để mà trả cho cái đài của 56-300 đồng một giờ. Mà hồi đó làm cực lắm. Hôm nay tới nhà tôi làm tu hình là trên mặt cái áo vest trên mặt sợ lõm. Thì lấy cái khúc trên thôi. Có mặt á? Có mặt thôi. Có đó mùa đông á, còn mùa hè thì khác. Rồi cái cô mà bây giờ là thẩm phán ở Houston là cô Dương Như Nguyễn, đọc tên như tôi. Chị Trướng, chị Nguyệt và vợ Trướng cũng đọc tin như tụi tôi. Mà ngày xưa làm cực lắm, không phải như giờ đâu. Tôi là one man show, như trên văn phòng của Nhân Vũ Tuyên đó là thu xong là về phải edit mà bằng cái mechanical, chứ không phải là bây giờ là làm sướng lắm rồi. Mà tin tức là tôi với Nhân Vũ Tuyên phải ra tận cái nơi ở ngoài cái sạp báo đường có đất tiên kết á, lựa những hình mà tin mà có Việt Nam này dịch ra rồi làm tại chỗ. Cực lắm nhưng mà vui. Nhưng mà anh Liêm này đó, nãy ngắn dài tôi nói là ngày xưa tôi qua cũng là Bùi Dương Lên chứ không phải. Sau cùng là chúng tôi cũng là cảm ơn các anh các chị đã có nhảy ý để cho chúng tôi được cơ hội đến đây tham dự cái ngày vui của họp mặt của tất cả anh em chị hôm nay.